chơi đi. Mẹ tên gì nè? Cho nó đi đi, cho nó đi, cho nó quay phim này, đang quay phim. Đi chơi đi. À, tên gì? Nay đứa nó kêu là Miley nè. Miley hả? Dạ. Miley, ông kêu Miley Cyrus. Miley. Miley Cyrus nè, Miley nè. Con chơi đi nè. Con đi chơi đi. Con ngại đi chơi, đây con đi chơi đi. Đi đi. À kia à, con tới con lấy, con tới lấy, đi tới lấy. Đi tới lấy. Cái chừng rớt điện thoại một chút. Đây. Không phải chạy. À đây, à đây đây. Đưa cho nó cái thang cho con đây, thôi cho mẹ điện thoại mẹ nè. Đây, 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 con bấm đi. Đó, đó, con gọi đi, con gọi. Alo đi, alo, alo, alo đi. Chơi đi. À, bác á, bác, bác, bác. Bác á. À, sao? Sao? Alo đi, alo đi. Anh kìa. Anh hai kìa. Đấy, con cười đi. Đi chơi đi. À. Đi chơi đi. Nói gì không? Dạ. Sinh gái chứ, vừa giống mẹ vừa giống bố, sinh không? Dạ. Alo đi. Alo. Alo. Làm sao mà cái đạo lý đó mà hết được? Không lắm. Thôi để anh chụp thêm mớ nữa. Ê, lấy đây.